Chồng, hôm nay em đến đây là vì có việc muốn nhờ anh giúp. Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, trước khi đến ấy thì báo trước tôi một câu, không phải lù lù xuất hiện ở đây đâu. Mà nói trước nhá, nhờ việc gì thì nhờ, nhưng riêng vấn đề về tiền ấy, tôi không giải quyết cho cô đâu. Nhưng mà em không xin, em vay. Cửa hàng bánh mì của em hiện đang có nhiều khởi sắc. Vừa rồi em có nhận được một đơn hàng đến từ nhà máy may. Họ hứa là nếu như lần này được thì họ sẽ ký hợp đồng lâu dài với em, và họ sẽ giới thiệu khách hàng cho những nhà máy khác. Em tin là chắc chắn thương hiệu của em sẽ phát đạt. Tôi đâu có quan tâm đến mấy cái chuyện kinh doanh vớ vẩn của cô. Như cô thấy đấy, công ty tôi thì nhỏ như này, có mấy người thì tiền đâu ra mà tôi cho hả? Em vẫn biết là từ trước tới nay anh luôn kín kẽ và không cho em một đồng nào cả. Nhưng là vì lần này em rất cần nên em mới phải hỏi vay anh như thế. Còn nếu anh đã nói như vậy rồi thì thôi, em sẽ vay lãi ngày và em chắc chắn sẽ thành công. Alo, tao vừa nghe con Như nói nó có một hợp đồng làm bánh rất là lớn. Mày nghe đây, khi nào mà bụt về mày đổ thuốc sổ cho tao. Cứ làm đi, tao sẽ không để mày thiệt đâu. Alo, dạ em chào anh ạ. Anh ơi, hôm nay hai lô bánh mì đã được vận chuyển đến nhà máy rồi đấy ạ. Cô giết tôi rồi, cả nhà máy đang bị ngộ độc thực phẩm. Đau bụng đi ngoài, toàn bánh mì của cô. Cô làm ăn như thế à? Cô chờ đấy, đền bù thỏa đáng cho tất cả công nhân đi. Bằng không, chúng tôi sẽ kiện đi tù. Alo, alo. Sao lại có chuyện như thế được? Không thể nào. Sao bánh mì của mình lại có vấn đề được cơ chứ? Này anh đang ở trong công ty mà. À, vào đây. Ui giời. Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi hả? Là đến công ty tôi thì phải báo cho tôi trước cơ mà. Anh giúp em với. Bây giờ em không còn cách nào khác cả. Chuyện gì? Em không biết là đơn hàng bánh mì vừa rồi có vấn đề gì, mà tất cả các nhân viên trong xưởng may đều bị ngộ độc hết. Họ bảo là nếu như bây giờ mà em không bồi thường thì người ta sẽ đâm đơn kiện. Đợt vừa rồi em cứ tưởng là thương hiệu bánh mì của em sẽ làm ăn phát đạt, cho nên là em mới vay lãi ngày. Nhưng mà bây giờ gặp vấn đề như thế rồi, lãi chồng lãi, giờ em không cách nào khác cả. Anh giúp em với, anh là chồng em cơ mà. Cút. Từ bây giờ ấy, tôi không phải là chồng cô nữa. Anh nói gì cơ? Như cái chuyện cô làm ấy, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty tôi. Tôi về cô ly hôn, từ bây giờ không còn liên quan gì tới nhau cả. Còn nữa, những số tiền mà tôi đã chi cho cô, tiền ăn suốt 2 năm qua, tôi đã tính toán hết cả rồi. Nếu mà cô muốn nợ ấy, thì tôi sẽ cho cô nợ. Còn tiền tôi đã cho bố mẹ cô để sửa nhà, mua xe, tôi cũng đã tính cả vào rồi. Còn bây giờ cô ký đi. Nếu cô cần bằng chứng ấy thì tôi sẽ cung cấp cho cô. Thế nào? Tôi không ngờ là anh ác với tôi như thế đấy. Tình nghĩa vợ chồng suốt 2 năm qua mà anh có thể dễ dàng phủi bỏ như thế à? Cái gì? Anh có định tính cả tiền ăn, tiền ở, tiền cho nhà ngoại á? Thì anh dứt khoát thì dứt khoát luôn. Các người là lũ mèo mả à đồng? Cái loại vô dụng như cô, hơn ai mà đòi lên mặt. Ký giấy nợ và đơn ly hôn đi. Anh ấy tự do rồi. Được rồi, anh muốn ly dị đúng không? Anh viết đơn đi, rồi tôi ký. Thank you.
Cô ơi, cô có làm sao không? Cô cô gái bánh mì. Alo, Mạnh à? Mạch đọc báo mày cũng biết rồi đấy. Tao phá sản rồi. Bây giờ không còn cái gì cả. Sao? Mày đang bận á? Ừ, thế thôi vậy. Alo, Dũng à? Ừ, bây giờ tao đang sốt quá, nhưng mà không có chỗ nào để đi cả. Mày có thể giúp. Ừ, thế thôi. Anh gì ơi, sao lại ngủ ở đây thế này? Sao nóng thế này? Này anh ơi, anh sốt cao lắm rồi đấy. Nhà anh ở đâu? Để tôi đưa về. Tôi không có nhà. À, hay là anh ăn tạm bánh mì này đi, để cho có sức. Anh yên tâm, đây là bánh mì do tôi tự làm đấy. Cảm ơn cô. Đây có lẽ cái bánh mì ngon nhất của đời tôi. À, anh ăn xong bánh mì này thì nhớ uống thuốc nhá. Trong túi tôi lúc nào cũng có vỉ thuốc hạ sốt với giảm đau. Anh ăn vào cho có sức, rồi uống thuốc sau này. Cảm ơn cô. Thôi tôi đi đây. Là tôi đây, người đàn ông mấy năm trước cô giúp đỡ ấy. Cô có nhớ không? Sao trông cô lại thế này? Tôi mất hết rồi. Mất hết rồi. Bây giờ tôi còn chả biết đi đâu cả. Gia đình, sự nghiệp, chồng, mất hết rồi. Đến đam mê làm bánh mì của tôi cũng mất rồi. Bánh mì của cô thực sự rất ngon. Thật đấy. Cô đừng từ bỏ đam mê của mình. Hay là bây giờ như thế này đi, tôi sẽ đưa cô lên xe về nhà tôi trước. Tôi sẽ giúp cô giữ lại đam mê của mình. Đừng từ bỏ. Cảm ơn anh. Đi. Mời vào. Chào giám đốc xinh đẹp. Anh lại trêu em rồi. Anh có trêu em đâu. Thương hiệu bánh của em bây giờ đã vươn ra nước ngoài rồi. Bạn hàng của anh ấy cứ một mực là đòi phải móc nối với cả em để nhập bánh chính hãng từ em đấy. Thì chả là nhớ anh giúp em còn gì nữa. Nếu như ngày trước ấy anh không giúp em, lại còn hỗ trợ vốn với cả động viên em tìm lại đam mê, thì em làm gì có ngày như bây giờ. Bởi vì anh nhìn thấy em có tài mà. Bánh của em làm là ngon nhất rồi. Làm gì có ai làm bánh ngon hơn em đâu. À, anh mua thêm cho em đây. Lần trước em uống hết rồi đúng không? Em cảm ơn. Mà công nhận, uống viên Eret này xong, em cảm thấy da em khỏe khoắn hẳn ra, đốm nâu với tàn nhang cũng mờ đi rõ rệt. Anh thấy em xinh hơn không? Đúng. Anh đã tìm hiểu rất kỹ về viên làm đẹp da Eret này rồi. Nó có chứa vitamin E đỏ gấp 30 lần vitamin E thông thường, bổ sung vitamin E cho cơ thể, chống oxy hóa này, hạn chế lão hóa da này, làm sáng da, làm mịn da này. Anh thấy phù hợp, thế cho nên là anh mua thêm về cho em đấy. Nhưng mà
anh vẫn còn một cái này phù hợp hơn nữa cơ. Cái gì ạ? Em đồng ý làm vợ anh đấy. Nhớ, nhớ. Anh đến đây làm gì? Anh biết là bây giờ em rất là thành công. Em hãy giúp anh đi. Em hãy nể tình vợ chồng mình mà giúp anh một lần thôi. Cái cánh nó lừa anh, bây giờ công ty anh phá sản rồi. Chỉ có em mới giúp được anh thôi. Em về với anh đi, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Em vẫn yêu anh còn đúng không? Ngày mà tôi lao đao, tôi cần anh giúp thì anh đuổi tôi đi. Anh còn ghi giấy nợ với tôi. Thế mà bây giờ anh còn mặt mũi mà đến đây cầu xin tôi cơ à? Cái loại người như anh, tôi còn không bao giờ muốn gặp cơ. Tôi còn muốn xóa đi toàn bộ ký ức giữa tôi với anh. Quãng thời gian mà chúng ta chung sống ấy, đấy là quãng thời gian đáng sợ nhất đối với tôi đấy. Còn hiện tại, tôi đã có chồng sắp cưới rồi. Kệ em, anh... Nên là anh đừng làm phiền tôi nữa. Anh cút đi. Cút. Vậy em đồng ý làm vợ anh chứ? Em đồng ý.